Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề mà hiện nay có rất nhiều người nói là sau cơn bão Florida. Thì nhiều người đã bỏ tiểu bang Florida để đi nơi khác sinh sống. Và họ còn trực tiếp bảo rằng là họ, những người Việt mình hay là những người sống Florida ùn ùn kéo đi nơi khác. Vậy thì điều này có đúng hay không? Xin thưa các bạn, tôi nghĩ cái đó chỉ là số lượng nhỏ thôi chứ không có lớn đâu. Bởi vì á, cái chuyện mà kéo đi nó không phải đơn giản đâu các bạn. Đó là chỉ là những người mà họ không có nhà cửa ở Florida. Nó gọi là không phải là những người mọc rễ ở Florida, mà là những người ví dụ như mới chọn nơi đó để sống. Họ chưa có gì hết thì họ đi dễ, chứ những người ở lâu năm rồi thì khó mà đi lắm. Vậy thì tại sao có những người biết rằng Florida là cái nơi luôn luôn bị bão lụt như vậy mà người ta vẫn bám trụ, người ta không đi? Thì hôm nay tôi chia sẻ vấn đề này để cho các bạn được biết. Chỉ có những người trong hoàn cảnh mới hiểu được thôi. Ví dụ như tôi đã từng sống ở tiểu bang mà tuyết coi như lạnh giá khủng khiếp, mà gia đình tôi cũng vậy mà lại không đi được, thì ở trong hoàn cảnh nó mới hiểu. Cũng giống như bây giờ ở Việt Nam mình đi, có những người sống ở những vùng như miền Trung hay những nơi thường xuyên có bão mà tại sao họ không bỏ nơi đó họ đi. Và thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu như quý vị nha. Có thể nói Florida là một trong những bang mà thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới và lũ lụt. Thì theo cảnh báo thống kê, mỗi năm bang này phải đối mặt với ít nhất là vài cơn bão. Và trong đó có nhiều cơn bão là có sức tàn phá khủng khiếp như chúng ta biết á. Như là những cơn bão vừa qua, như là trước đây là có là Irma, rồi sau đó là Helen, rồi bây giờ gần đây nhất là Milton. Thì nó gây thiệt hại rất lớn về tiền bạc, tài sản và cả tính mạng con người. Tuy nhiên, mặc dù đã có cảnh báo từ lâu về những nguy cơ này, nhưng mà hàng triệu người vẫn quyết định bám trụ và sống tại đây, họ không di cư đến nơi khác. Vậy thì điều gì đã khiến cho họ phải bám trụ lại Florida bất chấp mọi rủi ro và kể cả cái tính mạng của mình để mà chiến đấu với các cơn bão lụt như vậy? Thì đây là một số vấn đề, mời các bạn cùng nghe coi có hợp lý hay không nha. Thứ nhất là do lợi ích về kinh tế mà thôi. Cái thứ hai là khí hậu. Bạn biết rằng là khí hậu Florida là ấm áp quanh năm. Nó giống như ở Việt Nam vậy đó. Nhiều người nói tôi thay vì chọn Việt Nam thì thôi, tại sao ông Florida, qua Florida sống đi? Tại vì nó được cái khí hậu ấm áp quanh năm nè. Mùa đông thì nó ôn hòa hơn các bang khác ở nước Mỹ. Điều này đã khiến cho nhiều người đã từng và ký định là về hưu sẽ lựa chọn Florida để sống, để trốn cái lạnh khắc nghiệt ở những nơi khác. Khí hậu rất là dễ chịu, mùa hè thì nắng ráo, có biển xanh, có cát trắng, và đã khiến Florida trở thành một cái nơi địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Có nhiều người là chọn là 6 tháng ở Florida, 6 tháng về tiểu bang của họ giống như ở tiểu bang thôi. Và có nhiều người đã mua nhà ở Florida để dành để nghỉ dưỡng. Đó là vấn đề khí hậu, điều kiện tự nhiên. Kinh tế của bang này thì nó phụ thuộc vào những ngành du lịch. Và mỗi năm chúng ta biết là có hàng triệu du khách đã tìm đến đây để tham quan, để nghỉ dưỡng. Nơi đây có những cái bãi biển nè, công viên giải trí như Disney World, rồi Sea World nè, rồi Disneyland nè, nhiều thứ lắm. Rồi Universal nữa. Ngoài ra thì Florida là có lợi thế về thuế nữa các bạn. Bang này không áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Điều này đã khiến nhiều người có thu nhập cao đã lựa chọn chỉ đến đây để sống, để tiết kiệm được chi phí đóng thuế. Hơn nữa, giá nhà đất ở khu vực Florida đó, mặc dù có tăng nhưng mà vẫn thấp hơn so với những nơi khác. Và thuế, gọi là thuế đất cũng rẻ nữa, rẻ hơn ở Texas nhiều. Điều này đã thu hút không chỉ cho những người về hưu, mà những gia đình trẻ, người lao động muốn tìm đến nơi đây để có một cuộc sống thoải mái và chi phí hợp lý và khí hậu tốt. Đó là những cái lợi thế mà người ta nhìn thấy. Và lợi thế này có nhiều người họ đã coi như là che lấp luôn cả cái nguy hiểm về bão lũ. Và họ thường nói là ôi trời, lũ lụt có gì đâu, nó bao lâu mới tới mình. Thì đây là cái điều kiện thứ nhất. Cái thứ hai, đối với nhiều người đã gắn bó với Florida lâu rồi, họ sống từ bao nhiêu đời nay, từ lúc bé rồi, cho nên đối với họ, họ không muốn rời đâu hết và họ chọn Florida giống như quê hương của họ vậy đó. Và ngay cả đối với lũ lụt, bạn thấy rồi đó, có nhiều người họ vẫn bám trụ ngôi nhà, họ không rời khỏi ngôi nhà luôn. Thậm chí là hy sinh tánh mạng họ vẫn chấp nhận.
Đó là những người sinh ra và lớn lên tại Florida. Nơi này không chỉ là một địa điểm sống mà còn là nơi chứa đựng ký ức này, gia đình và cộng đồng. Bất chấp mọi sự đối mặt với những cơn bão hàng năm, người dân ở đây họ vẫn kiên cường để mà thích ứng. Thì cũng giống như ở Việt Nam mình thôi các bạn. Là nhiều người sống ở miền Trung, tại sao bạn nói là bão lũ vậy họ không bỏ miền Trung họ đi? Tại vì nó là quê hương của họ, gắn bó rồi, xương máu rồi, giống như bản thân như tôi đi. Mặc dù biết rằng Việt Nam mình nó không bằng Mỹ về vấn đề mọi thứ như các bạn chia sẻ, như các bạn nói, nhưng mà tôi vẫn chọn Việt Nam để là cái nơi để trở về khi tuổi già, lá rụng về cội. Bởi vì sao? Nó là gì? Đó là quê hương của mình. Thì giờ mình hiểu được điều đó rồi các bạn. Cho nên đối với những người ở Florida đó, đã sinh ra lớn lên đó, thì bão lụt có thể trở thành một phần của cuộc sống của họ. Từ việc xây dựng lại các ngôi nhà có khả năng chống chịu tốt hơn, đến việc tích trữ lương thực, nước sạch, biết cách sơ tán cần thiết. Cho nên có thể họ nói đó là chuyện bình thường, và họ trở nên cái việc đó là cái việc cũng không có gì phải bỏ đi cả. Đó là nói về vấn đề tình cảm. Cái điều kiện tiếp theo nữa đó là do cái chủ quan và tâm lý của người sống Florida, họ thường cho rằng là bão sẽ không đến lượt mình. Một số người sống tại Florida thì thường xuyên có tâm lý rằng ôi, những cơn bão lớn nhất sẽ không đổ bộ vào khu vực của mình đâu, hoặc nếu có thì xác suất của nó chỉ xảy ra thấp thôi. Mặc dù chính quyền và các cơ quan khí tượng luôn cảnh báo sớm, nhưng tâm lý bão sẽ không đến lượt mình, và họ cho rằng ôi, sống chết có số vẫn tồn tại ở một số người dân ở nơi đây. Và họ có xu hướng cho rằng biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị trước cơn bão là đủ để bảo vệ mình và tài sản. Ngoài ra thì các cơn bão chỉ xảy ra tần suất thấp, mỗi năm mới có một cơn bão lớn. Điều này khiến cho nhiều người chủ quan với nguy cơ này, và họ tin rằng họ sẽ có đủ thời gian để sơ tán và tình hình trở nên nghiêm trọng nếu như họ sơ tán không đúng, giống như đợt bão Helen, nhưng mà bão Milton thì đỡ hơn. Cho nên chính vì điều này đã khiến cho nhiều người cũng không biết sợ bão là gì. Rồi họ còn có niềm tin là mọi thứ đều có bảo hiểm, rồi chính phủ hỗ trợ lo, cho nên họ không lo. Bởi vì ở Mỹ mà, đó cũng là cái điều kiện mà họ cho rằng họ bám trụ lại. Có thể nói mặc dù thiệt hại từ bão là rất lớn, nhưng hầu như nhiều người vẫn cho rằng mình có bảo hiểm nhà, bảo hiểm lũ lụt và các hình thức bảo hiểm khác, cho nên họ sẽ được đền bù phục hồi sau mỗi thiên tai. Mặc dù chi phí họ trả bảo hiểm rất cao, nhưng họ cho rằng đó là một phần của cuộc sống và họ chấp nhận điều đó. Rồi chính quyền Florida cũng luôn có các chương trình hỗ trợ sau mỗi cơn bão những khu vực bị ảnh hưởng, để hỗ trợ cho tài chính, vật chất và nguồn lực nhanh chóng để tái thiết phục hồi kinh tế. Cho nên nhiều người dân họ cứ ỷ vào điều này, họ nói rằng không sao hết trơn á, bão thì bão, nhưng mọi chuyện rồi thì sau bão thì cũng có người lo. Đó thì cũng là cái tâm lý của họ. Rồi tiếp theo nữa đó là các biện pháp đối phó với bão lụt, lũ lụt và ngày càng tốt hơn. Đó, nhiều người cho như thế. Bởi vì chính quyền Florida hiện nay họ cũng đang bỏ rất nhiều tiền vào để đầu tư nâng cấp hạ tầng và hệ thống cảnh báo bão. Cho nên có nhiều người bảo rằng ôi, ở Mỹ mà có chuyện gì thì cảnh báo mình đi đâu có đâu sợ. Và họ lấy cái chuyện này giống như rồi bão Milton như rồi, mặc dù cảnh báo khủng khiếp chứ có thiệt hại gì lớn bằng bão hay lần đâu, cho nên là có gì đâu phải lo. Và có nhiều người lên kênh tôi vẫn nói như vậy. Và những ngôi nhà mới được xây dựng hiện nay là người ta đang tiếp tục để nâng cao các tiêu chuẩn để mà thích nghi với bão. Và công nghệ hiện nay đang phát triển, mọi người cho rằng là sẽ giảm thiểu được rủi ro bão lụt, như là các vấn đề dự báo thời tiết chính xác hơn, rồi các cái vấn đề chuẩn bị sẽ tốt hơn, rồi các biện pháp ngăn ngừa như là xây dựng đê điều, cống thoát nước hiện đại hơn. Rồi hiện nay đang vấn đề bầu cử nữa, cho nên họ tin rằng là các nhà lãnh đạo, rồi các vị tổng thống tương lai, các vị ứng cử, họ sẽ hứa hẹn đủ thứ để mà giảm thiểu vấn đề bão lụt. Đó cũng là tâm lý của nhiều người. Rồi niềm tin vào tương lai sẽ thay đổi. Ai cũng vậy, sống phải có niềm tin các bạn. Cho nên không riêng gì ở đâu, ở Florida cũng vậy. Mặc dù có nhiều biện pháp để đối phó với bão lụt, nhưng những tác động của biến đổi khí hậu có thể sẽ gia tăng tần suất và cường độ của bão trong tương lai. Nước biển có thể dâng cao, đại dương tăng lên cũng là những yếu tố gây nguy cơ cho Florida. Chính vì vậy một số chuyên gia dự đoán rằng trong tương lai sẽ có nhiều người
lựa chọn di cư khỏi Florida, đặc biệt là khi có cơn bão trở nên nguy hiểm hơn. Điều này là các chuyên gia cảnh báo nha. Tuy nhiên hiện nay thì rất nhiều người dân Florida, họ từ những cái lợi ích cho cuộc sống, cho nên họ chấp nhận rủi ro để ở lại. Chẳng hạn như là sự thoải mái về khí hậu ấm áp, rồi những cơ hội để kiếm tiền. Cho nên họ biết rằng dù rủi ro thiên tai nhưng mà họ vẫn quyết định là chung sống với nó, giống như một phần của cuộc sống. Cho nên có thể nói là một điều kết luận thế này, việc người dân Florida không rời bỏ nơi này ra đi để mà đối mặt với cuộc sống bão lũ thường xuyên có thể xảy ra, thì đã được giải thích qua nhiều yếu tố như trên, như tôi nói đó, là lợi ích kinh tế nè, khí hậu thuận lợi tốt đẹp cho họ nè, có những người gắn bó với quê hương này, rồi tiếp tục là họ tin vào những cái lời hứa hẹn của chính phủ là sẽ làm cho những biện pháp chống bão tốt hơn, rồi họ tin vào coi như những cái công nghệ, rồi họ tin vào là họ có bảo hiểm cho nên sẽ được đền bù. Nhưng mà họ cũng phớt lờ đi cái chuyện là biến đổi khí hậu hiện nay nó sẽ là những cái sự gia tăng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan mà hiện nay các nhà khí tượng cũng như là những nhà khoa học họ đã cảnh báo. Thôi thì đó là những gì ghi nhận mà tôi chia sẻ với bạn trong video này, để cho các bạn có phần nào hiểu hơn là tại sao có nhiều người họ vẫn bám trụ Florida, cũng như có nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới là mặc dù nơi có khí hậu rất khắc nghiệt mà người ta vẫn có thể không rời đi đâu hết, họ vẫn bám trụ để sống. Tất cả đều do cái mong muốn con người thôi. Đó thì xin chia sẻ. Quý vị thấy nghe được thì vui lòng đăng ký kênh, like ủng hộ cho em. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những video mới của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.